Thì gần đây thì con xin mê bên chuyện về nhập học, chắc chắn là các bạn rất là háo hức. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng có rất là nhiều cái thắc mắc. Nên mình xin giới thiệu, đây là cô Kim Thu, diễn viên tiếng Anh của Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Khoa BK English. Hôm nay cô sẽ giải đáp hết tất cả các thắc mắc về kỳ thi năm đầu vào cho các bạn đang sinh viên. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Vi, còn đây là Kim Anh. Giang ơi, bạn có câu hỏi gì dành cho cô không? Cô ơi, có một câu hỏi mà tất cả các sinh viên đang đang học rất là thắc mắc, là năm đầu vào là gì? Mong cô để lại. Xin chào tất cả các bạn. Kỳ thi em ban đầu vào là kỳ thi đầu tiên mà các bạn tân sinh viên sẽ có tại trường Đại học Bách Khoa. Và đối với những sinh viên của khóa 2018 thì kỳ thi em ban đầu vào sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 9. Đó là kỳ thi để có thể biết được số điểm và xét lớp cũng như là xét nguyện ăn văn cho tất cả các bạn tân sinh viên. Tiếp theo thì có một câu hỏi nữa cũng rất là nhiều bạn sinh viên hỏi, đó là kỳ thi anh văn đầu vào thì mình phải thi những phần gì của cô, với lại mình phải thi được bao nhiêu điểm và bao nhiêu kỹ năng? Anh văn đầu vào mình sẽ thi theo format của TOEIC quốc tế, tức là mình sẽ có hai kỹ năng listening và reading. Ở đây có thể là các bạn là tân sinh viên mà không biết nhiều về kỳ thi này thì cô cũng sẽ giới thiệu sơ qua các bạn. Với cái phần listening thì mình sẽ có 4 phần và nghe trong khoảng 45 phút. Phần reading thì mình sẽ có 3 phần và mình sẽ làm trong 75 phút. Và tổng cộng là mình sẽ trải qua kỳ thi 2 tiếng đồng hồ. Thời gian cũng khá là dài đúng không? Các bạn còn thắc mắc gì nữa không? Thì sinh viên khi mà tham gia vào hồ sơ mình thì được thông báo là sẽ thi ban đầu vào tháng 9, không thể nào nữa. Thì tất cả sinh viên đều có chung một thắc mắc là hệ nào cũng thi hay là anh chỉ chia một số hệ là sẽ thi. Tất cả các bạn sinh viên chính quy đều trải qua kỳ thi anh ban đầu vào, ngoại trừ hệ đào tạo chất lượng cao, học bằng tiếng Anh thì mình sẽ trải qua kỳ thi theo hình thức theo format của IELTS. Còn lại thì tất cả các bạn sinh viên khác đều trải qua kỳ thi anh văn đầu vào. Dạ, em xin cảm ơn cô ạ và rất cảm ơn cô đã dành thời gian đến đây để giải đáp tất cả các thắc mắc cho các bạn sinh viên. Xin chào và hẹn gặp lại.